Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video này, mình muốn giới thiệu với anh em một tựa game cực vui nhộn với tạo hình nhân vật siêu dễ thương. Đó chính là Fall Guys. Tuy đã ra mắt được hơn một năm, nhưng tựa game này vẫn còn tạo được một sức hút rất là lớn với cộng đồng game thủ quốc tế. Bằng chứng là việc game luôn nằm trong top seller trên Steam. Nhân tiện trong video này, mình cũng muốn chia sẻ một vài cảm xúc sau một năm gắn bó với tựa game này. Cho anh em nào chưa biết thì Fall Guys được phát hành chính thức vào ngày 4 tháng 8, 2020 trên cả hai nền tảng là Windows và PS4. Được phát triển bởi Mediatonic và phát hành bởi Devolver Digital. Ngay trong ngày đầu ra mắt chính thức, Fall Guys đã bất ngờ gây bão với số lượng người chơi đạt mức kỷ lục, gần 145.000 người chơi cùng lúc, một con số thực sự rất ấn tượng. Cũng thuộc thể loại game Battle Royale giống như PUBG, Fortnite hay Naraka, nhưng Fall Guys lại sở hữu lối đồ họa phát triển theo phong cách hoạt hình với những tông màu vui tươi, sáng tạo. Với nhân vật được tạo hình siêu dễ thương, đầy màu sắc giống như những hạt đậu vui nhộn biết đi, kèm theo đó là phần âm nhạc của mỗi màn chơi được lồng ghép một cách khéo léo cùng với những chuyển động của nhân vật làm cho chúng ta cảm thấy rất vui mắt khi xem hay là chơi tựa game này. Sự thú vị của game nằm ở lối chơi đơn giản, vui nhộn, cười ra nước mắt, khả năng tương tác hài hước với những game thủ khác. Người chơi cần phải vượt qua hàng tá những thử thách, chướng ngại vật một cách thông minh và khéo léo để có thể vượt lên trên 59 người chơi còn lại. Mình nhớ lần đầu tiên đạt được vương miện, phần thưởng cao quý nhất trong game mà cảm giác sung sướng không tả nổi. Một trận đấu của game thì có từ 3 tới 5 vòng đấu được xếp một cách ngẫu nhiên như sinh tồn, về đích, tổ đội và vòng cuối cùng là chung kết. Mỗi vòng đấu sẽ là một mini game có giới hạn về thời gian cũng như số lượng người qua cửa. Khi đã đủ số lượng này, tất cả những ai chưa kịp hoàn thành mục tiêu thì đều bị loại và phải ngồi xem những người chơi khác hoặc có thể thoát ra và khởi đầu màn chơi mới. Hiện tại thì game đã cho phép người chơi tạo phòng riêng để có thể luyện tập kỹ năng cùng bạn bè. Người chơi có thể mua đồ trong shop bằng Kudo, một loại tiền tệ trong game, hoặc đổi bằng vương miện, phần thưởng chiến thắng trong vòng cuối cùng của game hoặc hoàn thành các chuỗi nhiệm vụ trong Battle Pass. Để kỷ niệm sinh nhật tròn 1 tuổi của mình thì Fall Guys đã mang đến cho game thủ hai món quà hiếm mà anh em có thể tìm mua trong shop với giá rất rẻ, chỉ có 10 kudo mỗi món. Đó chính là vương miện và một cái skin Happy Birthday. Về mẹo chơi thì thật ra mọi người chơi nhiều thì sẽ quen mà tìm ra cách chơi thôi. Nhưng nếu anh em thích thì mình sẽ làm một video hướng dẫn riêng. Như mình mỗi lần vào game thì phải giành được ít nhất một vương miện, chứ nếu không là sẽ ngủ không ngon. Game thì cũng có mùa giải riêng và hiện tại đang là mùa giải thứ 5. Ngoài việc bổ sung vật phẩm giải thưởng mới thì màn chơi cũng được cập nhật theo chủ đề của mỗi mùa để tạo thêm cảm giác hứng thú cho game thủ. Ví dụ phiên bản mới nhất mình đang chơi có chủ đề là rừng xanh thì các màn chơi cũng như tạo hình nhân vật và trang phục cũng mang chủ đề này. Tổng kết lại, tuy đã ra mắt được hơn một năm, nhưng nhờ sở hữu gameplay khá thú vị nên Fall Guys phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính. Không pay to win, không cày cuốc tốn quá nhiều thời gian, mà đơn giản là anh em chỉ cần nhớ vài nút bấm là có thể vào giải trí ngay sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Và với mức giá đang được sale trên Steam vào khoảng 94.000, giá gốc là 188.000 thì mình nghĩ anh em nên mua ngay. Hiện game đã có mặt trên một số những cái nền tảng khác như Xbox, Nintendo Switch, v.v. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.
Mm-hmm.